Bây giờ mình làm lại chỗ này. Bộ quy chuẩn của chúng ta. Slide 6 trang 17. Chỗ này thầy code lại thôi. Như vậy thì ở đoạn này thầy không để là Mobi nữa, bởi vì Mobi thì nó hơi đặc trưng. Cho nên thầy để ở đây là một chuỗi S thôi. S. S. Thầy sửa lại vậy để làm gì? Để tí nữa chúng ta ví dụ nó đừng có ảnh hưởng bởi cái từ Mobi hồi nãy. Bây giờ cái chuẩn của mình thầy sửa lại tí xíu. Ví dụ thầy ghi là 0 trừ 9. Chỉ có vậy thôi. 0 trừ 9. Vậy thầy nói rằng với một quy chuẩn chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu là ký tự đại diện. Phần sau nằm trong dấu ngoặc nhọn là gì? À, số lượng hay là số lần xuất hiện mà thầy bỏ luôn thì nó là gì? À, bỏ trống. Chỗ này là đúng ra là bỏ trống ha, chứ không phải là chữ không nha. Bỏ trống á, tức là không làm gì hết á. Thì số lượng lần xuất hiện của chúng ta là một lần. Một lần. Như vậy thì cái quy chuẩn chỗ này mình sẽ test cái gì ở đây? Thầy chỉ thay đổi cái pattern thôi nha. Còn lại tất cả mọi thứ là không thay đổi. Vậy chúng ta chạy lại. À, sửa lại cái chỗ này tí xíu. Nhập số điện thoại là không ổn rồi. Mình để nhập số điện thoại là nó bị dính cái suy nghĩ lúc nãy. À, nhập chuỗi đi. Bởi vì tí nữa mình kiểm tra đôi khi không phải là số. Nhập chuỗi. Vậy chuỗi của mình nhập số 8. Theo các bạn, true hay false? True. Nhập số 88. False. Tại vì chuỗi của mình dài hơn một ký tự. Không nhập. False. Bởi vì chuỗi của mình bắt buộc phải có một ký tự. Không nhập là không được. Nhập chữ A. Cái của mình là phải từ 0 đến 9. Được không? Dễ không? Dễ. Ok, tốt. Tiếp tục nào. Mình đang thử hồi nãy. Bây giờ mình sẽ đi từ trên xuống. Cái này người ta ghi nó hơi ngược tí xíu. Từ trên xuống ở bên này dễ. Từ dưới bên này lên dễ. Cho nên mình đi từ trên xuống trước. X, Y, Z. Thì chỗ này người ta nói rằng ký tự đại diện của chúng ta hoặc là X, hoặc là Y, hoặc là Z. Được không? Rồi. Chúng ta đưa vô đây pattern của mình. X, Y, Z. Và thầy không gõ gì thêm. Vậy. Nếu thầy nhập chữ A. False. Nhập chữ X. True. Y. Z. X, X. False. Ít ít thôi. Còn đúng không? Tiếp. Mình thay đổi tí. Chỗ này thầy không bỏ trống nữa mà thầy lên cấp. Dấu cộng. Lên ha. Chỗ này pattern của mình để pattern chỗ này mình để pattern 1 đi. Nếu vậy mình phải thay đổi mất công quá. Chỗ này thay đổi. Đổi thành dấu cộng. Chuyện gì xảy ra? Dấu cộng là gì? Một hoặc nhiều. Một hoặc nhiều. Không nhập.
không được. XYZ. Nói chung là nhập cái gì mà nó có liên quan đến XYZ là được. Được không? Được. Như vậy mình biết được biểu thức chính quy chỗ này ha. Mình nhìn vô đây, mình thấy X, Y, Z, nhưng nó chỉ đại diện cho một ký tự, chứ không phải là ba ký tự cùng lúc. Miễn là ký tự mình gõ ra trong chuỗi chỉ xuất hiện X hoặc Y hoặc Z, không có ký tự khác. Kể cả bạn nhập vô đây số cũng không được. Số cũng phone luôn. Kịp dấu cộng chưa? Hồi nãy đối với dấu cộng mình bỏ trống là nó báo sai nè. Bây giờ mình đổi lại, không phải là dấu cộng mà là dấu gì? No, làm gì có chữ. Dấu, dấu sao, dấu nhân. Dấu sao. Khi mà mình để dấu sao, chỗ này mình enter, tức là không nhập. Ok, cho phép để trống. Ví dụ, các bạn nhập thông tin của sinh viên, bao gồm có mã sinh viên, có tên sinh viên, có ngày tháng năm sinh. Vậy thì ba thông tin này, thông tin nào bắt buộc? À, mã và tên. Còn ngày tháng năm sinh chưa xin được thì thôi. Xin được số điện thoại cũng được, còn không xin thôi. Đúng không? Như vậy chúng ta có thể bỏ trống. Vậy thì chúng ta thêm cái số lần bắt buộc của nó là sao. Có thể nhập, có thể không. Y. Bao nhiêu Y cũng được. Bao nhiêu Z cũng được. Đó là sao. Nhập vô số không được. Nhập vô ký tự đặc biệt không được. Miễn là ba ký tự XYZ thôi, không được ký tự khác. Được chưa? Chấm hỏi. Chấm hỏi là gì? Chấm hỏi. Nhập vô đây. Enter, đúng hay sai? Đúng. X, Y, Z, đúng hay sai? Ủa, mỗi ký tự xuất hiện một lần mà. Hả? Không đến một này có ý nghĩa gì? Không một này có ý nghĩa gì? Nguyên cả chuỗi. Đúng không? Nguyên cả chuỗi. Không nhập hoặc cái chuỗi đó có độ dài tối đa một. Hay mình nói rằng cái ký tự đại diện này chỉ xuất hiện không hoặc một lần. Đây là nguyên bộ. Nó đi một bộ ha. Còn nếu mình nhập vô đây là mở đóng ngoặc 5 là sao? Bắt buộc phải 5, không thể 4, không thể 6. 5, 9. Nhập 4 ký tự được không? 7 ký tự. À, được ha. 4 không được, tức là từ 5 đến 9 thì được. Rồi, xong. Tiếp tục. Qua bên ký tự đại diện xuống dưới một tí. A, DF. À, mình quên test chỗ này tí xíu nữa. Đây, mình test chỗ này để cho các bạn phân biệt giùm cho thầy chỗ này nữa. Chạy lại. Mình nhập 5 ký tự nè. Ví dụ như là XYZ. XYZ là 6 ký tự. Đúng. Mình nhập vô XYZ. XYZ. Đúng hay sai? Tại sao sai? Có chữ X viết hoa.
bởi vì trong này người ta yêu cầu là ký từ thường. Còn nếu mà bạn muốn có chữ hoa thì X, Y, Z bạn đưa vào đây thì hoa thường gì cũng được. Đó, hoa thường gì cũng được. Cái này chỗ này nếu mà chúng ta chạy lại thì X, Y, Z, X, Y, Z. Đúng. Rồi, chúng ta đã xong cái phần ký tự. Bây giờ chỗ này thì nó tương tự như từ 0 đến 9 lúc nãy. Vậy bạn nào có thể mô tả được chỗ này là A, D, trừ F là gì? Vậy chuỗi của mình thế nào là đúng? Chuỗi của mình thế nào là đúng? À, có BC không? Không. Trong chuỗi của mình xuất hiện 5 đến 9 ký tự. Và các ký tự đó có thể là A, D, E, F. Còn lại là sai. Dấu trừ là từ D đến F. Ví dụ người ta ghi nữa, E, F, G, H, I, G, K, L. Thì mình sẽ có là A đúng, D, E, F, E, G, K, L, còn lại sai. Và cái đoạn của chúng ta là 5 đến 9 ký tự. Được không? Bây giờ chỗ này các bạn sẽ nghĩ đến cái mã số sinh viên của mình. Bạn nào viết giùm cho thầy cái quy chuẩn để nhập mã số sinh viên của Poly. Là PS, BH, BK, BD, BC. Và 5 số cuối. Rồi nhập lên trên Zalo giúp thầy xem nào. Bây giờ thầy sẽ lấy bộ test của chúng ta. Sao mà remove nhiều quá vậy? Ủa thầy đã nói là chưa chắc sai mà tại sao remove? Chắc gì cái em viết là hoàn thiện hơn. Rồi tí nữa thầy fix lại cái cuối cùng em sẽ thấy hối hận. Hả? Rồi bạn đầu tiên Tuấn Kiệt rất là mạnh dạn không remove. Kiệt đâu? Tại sao không remove? Thầy nói là cái pattern của em là không đúng á. Tại sao em không remove? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái pattern của bạn Kiệt. Mình sẽ test bằng cách đưa cái chuỗi này vô. Enter. À, có gì đó sai sai ta, nó bị dư cái gì phải không, để nhập lại coi, nó đâu có dư đâu, dư không, b h vậy là copy vô đúng mà. Rồi tại sao fail? Rồi, tại sao fail? Khoan nào, để thầy copy từ Zalo qua để coi nào. À, chỗ này bạn viết liền, nhưng mà khi mà thầy copy vô thì nó bị gì? Khoảng trắng. Ủa đâu có khoảng trắng đâu. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Gõ lại nha. Gõ lại coi nha. Gõ lại nha. Nháy kép P ngoặc vuông S H K D C. Ủa giống mà.
0 trừ 9 5, tức là không có gì khác đúng không? Chạy lại PS 3099 9, PS 30999 2. Vậy là mình copy cái từ file Excel qua không được ổn. Copy đầy đi. Ok. Ha. À, một test case bad. Hai test case bad. Được không? Bây giờ test case sai đi. Thế các bạn ra chu hay phone? Chu hay phone? Nếu phone là đúng hay sai? Phone là đúng. Ừ. Thì bởi vì mình đang test cây sai mà. Cây sai thì nó phải ra sai. Ra sai tức là bạn đang làm đúng. Được chưa? Rồi ok. Như vậy đối với lại cái test case của Kiệt đúng không? Chấp nhận nha. Tí nữa nhắc cộng điểm. Bây giờ quay ngược lại nè, có bạn nào muốn sử dụng một cái bộ test nào mà chứng minh Kiệt không đúng? Ok. Đây, B viết thường. Rồi, S 1, 2, 3, 4, 5. No. Nếu ở góc độ kiểm thử thì không sai. Nếu ở góc độ kiểm thử. Được chưa? Nếu ở góc độ kiểm thử mà người ta không quy định ở chỗ này, vì nhìn vô đây chúng ta chỉ thấy toàn chữ hoa, thì chúng ta cho đây là đúng. Còn nếu bạn cho phép nhập chữ thường thì cái pattern này chưa đúng. Được chưa? Rồi, bởi vậy hồi nãy thầy mới nói là tại sao không remove. Ok, chỗ này cộng nửa điểm đi ha. Cộng nửa điểm. Rồi, tiếp. Ở dưới nào, Phúc. Phúc thế nào? Đây đúng không? Nhập vô gì? Hình như mình để file Excel nó không được tốt lắm. Mình đổi qua file Notepad. Rồi. Ok, copy. Chu. Chu. Bạn nói chính xác. Nếu như PS phone thì giống như Kiệt. Rồi, ok, nửa điểm nữa. Còn ai nữa không? Cái này có gì khác không? Giống Kiệt không? Ủa, Kiệt này với Kiệt kia giống không? Nhưng mà giống pattern đúng không? Rồi, giống pattern bỏ qua. Cái này hấp dẫn nè. Quỳnh đúng không? Hấp dẫn à. Tết không? Tết chưa? Chắc không? PP một ký tự, một ký tự 0-9. Ok, thôi test bằng mắt đi, bạn nào không tin tưởng thì copy vô test lại. Cái này là chắc chắn đúng không? Rồi ok, chắc chắn đúng. Nhưng
Nếu như mình muốn viết gọn lại được không? Phát. Phát HKCDS 0-9. Đối với lại của phát thì chỗ này chúng ta không ghi gì. Tức là một ký tự. Và chỗ này phát thì thiếu cái gì? Thiếu B thường, S thường, H thường. Cho nên nửa điểm, Quỳnh một điểm. Rồi đây cũng tương tự ha. Nửa điểm. Ủa mà nãy giờ thầy test xong rồi đúng không? Trường Vũ. Tính gõ gì? Không, em nói lạ. Có sáng tạo gì nữa thì gửi lên đi. Gửi lên. Đang chờ. Rồi ok. Bạn Hoàng cũng giống như mọi người. Đúng không? Như vậy chỗ này đối với chúng ta thì bạn Hoàng và bạn Phúc một điểm. À, bạn Hoàng với bạn Quỳnh, sorry. Bây giờ cái pattern của các bạn, bỏ cái này giúp thầy. Tại vì mình đã có cái quy chuẩn rằng là không ghi là một ký tự. Đã là một ký tự không ghi thì mình không ghi. Còn mình ghi một cũng được, nhưng thừa là không tốt. Rồi, nhớ nhắc trọng điểm nha. Như vậy đối với lại cái pattern, các bạn thấy là mình trải nghiệm tự mình gõ ra một cái pattern để quản trị cái sinh viên rất là dễ. Cho nên bài này chúng ta thấy không khó đâu. Tiếp tục dấu mũ. Dấu mũ thì chúng ta quay lại cái pattern cũ, nó sẽ dễ quản lý hơn, dễ hình dung hơn. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ ghi vô đây là ASD. Tại vì sao thầy để ASD? Mình test ba cái tự gần cho nó dễ. Hồi nãy X, Y, Z xa quá, đi tìm mệt. Bây giờ ASD. Mình nhập vô AAA. Ok. Tại sao sai? Có A mà. Rồi, ok, đúng. Vậy thì nếu như thầy gõ vô cái này thì nó giống X, Y, Z hồi nãy. Không có gì để bàn. Bây giờ chúng ta sẽ bàn cái khác. Bàn cái gì? Bỏ vô dấu mũ. Hồi nãy là A, S, D là đều đúng hết. Bỏ vô dấu mũ. Chạy lại. A. Đúng hay sai? Phone. Được chưa? A là trả về kết quả phone. Bởi vì người ta nói nhập cái gì cũng được, miễn không phải là ASD. Nhập cái gì cũng được, miễn không phải cái này. Vậy mình nhập ký từ đặc biệt chưa được không? Được. Người ta đã nói cái gì cũng được, miễn là không phải là A, là S, là D. Được không? Dễ ha. Ok. Rồi chuẩn bị nhận lớp Java 2 rồi đúng không? Thì chuẩn bị rồi. Ừ thì chuẩn bị. Làm một cái pattern. Nhận lớp. Ai cũng được, miễn đừng là thầy Bình là được. Rồi ok, thì phủ định lại. Cái này nó giống như là phủ định, tức là loại trừ những ký tự này ra. Tiếp tục xuyệt D từ 0 đến 9. Lúc nãy đến giờ mình đang viết cái pattern ở trên này. Đó, đang viết cái pattern ở trên này là 0 đến 9. Mình sẽ thay thế cái 0 đến 9 này xuyệt D. Tại sao lỗi? À, cái xuyệt hôm trước mình nói là nó nằm trong chuỗi thì nó không chấp nhận, bởi vì xuyệt dùng để xử lý ký tự đặc biệt. Ví dụ ký tự đại diện chứ, xuyệt gì? Xuyệt N, xuyệt R, xuyệt T. À,
Còn bây giờ mình muốn xài dấu xiệt thì phải là xiệt xiệt. Rồi, xiệt xiệt. Như vậy cái pattern của này chỗ mình nó sẽ nằm trong đây. Đây là pattern đúng của sinh viên PP hoặc là SHKDC. Đó, đây là bộ pattern đúng của mã sinh viên. Số 5 lần. Tiếp tục nào. Thay thế xuyệt W. Xuyệt W. A. Từ A đến Z hoa thường gì cũng được. Số 0 đến 9. Ok. Như vậy chỗ này mình sẽ có một cái pattern mới. Mình có một cái pattern mới sẽ bằng là xiệt xiệt W và bao nhiêu ký tự cũng được. Dấu gì? Sao? Rồi mình test cái này thử coi. Không ký tự. Đúng. 1, 2, 3. Đúng. Chữ. Chữ. Số. Đúng. Nhập ký tự đặc biệt vô. Sai. Nhập dấu trừ vô. Sai. Bây giờ nếu như thầy mong muốn rằng mình chỉ nhập ký tự chỗ này mình nhập hoa vô thử coi. Đúng luôn. Bây giờ thầy có là chỉ nhập toàn số. Có rồi. Xiệt D. Thầy nhập vừa số vừa chữ. Xiệt W. Bây giờ thầy mong muốn chỉ nhập chữ thôi. Không có số. W là không được. Có số. Mũ W. Rồi bây giờ chỗ này. Nếu mà mũ W thì chuyện gì xảy ra? Mũ W. Nhập số. Hả? Mũ W. Bây giờ nếu như mà mũ W chỗ đó không được, mình có thể mũ W chỗ này không? Không được. Vậy chỗ này làm sao? Xiệt mũ đây được không? Thử xem. Số. Không được. Chữ. Không được. Chữ số. Không được. Ký tự đặc biệt. Không ổn ha. Vậy thì bây giờ chỉ có ký tự đặc biệt thôi mà không phải những cái khác thì làm sao? Thì ở đây chúng ta không dùng cái xiệt W được mà chúng ta sẽ dùng qua đây. Thử coi. Đổi ra. Mình sẽ mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông từ 0 trừ 9. Bỏ cái này. Miễn là không phải là 0 đến 9 là được. A. Được. Dấu sao. Được. 4. Không được. Là hiểu rồi ha. Được chưa? Rồi đổi lại chỗ này. Từ A đến Z. Nhập cái gì cũng được. Miễn không phải là từ A đến Z thường. Cái gì cũng được miễn không phải là từ A đến Z thường. A. Sai. In hoa. Đúng. Số. Đúng. Ký tự đặc biệt. Đúng. Cái gì cũng được miễn không phải. Ok. Dấu trừ. Đúng. Cái gì cũng được miễn không phải là A đến Z thường.
Vậy hồi nãy thầy đang mong muốn là gì? Cái gì? Thầy mong muốn là gì? Chỉ có xuất hiện ký tự từ A đến Z thường và hoa. Xịt D không được, xịt W không được. Thì sao? Thì ủa đơn giản vậy thôi. AZ thường và AZ hóa. Suy nghĩ chi dài. Được không? Đấy, như vậy mình chạy lại. Miễn là nhập ký từ là được. Hoa thường gì cũng được hết. Nhưng mà số là không được. Ký từ đặc biệt là không được. Như vậy tùy cái quy định của mình mà mình sẽ đưa ra cái bộ quy chuẩn. Còn gì nữa không? Xịt W. Rồi. Xịt W là ngược lại. Chỗ này là mình W lớn nè. Chứ mình mũ W hồi nãy là nó không cho rồi đó. Xịt S. Xịt S. Tức là những lúc nào mà có xịt N, xịt R, xịt T, xịt F thì đúng. Còn lại là không đúng. Bởi vì cái này là khi nào mà mình đọc chuỗi á, thì nó mới có mấy cái ký tự này. Ví dụ mình đọc từ file ra thì cuối cùng nó sẽ là xịt N, thì mình mới collect được cái ký tự đặc biệt này. Còn nếu mà mình nhập vô á, thì nó cắt rồi, nó chỉ lấy cái chuỗi đó nó so thôi. Nếu muốn thì chúng ta sẽ dùng đọc ghi file. Dấu chấm bất kỳ cái gì cũng được, nhập bất kỳ cái gì đó là nhập dấu chấm. Rồi, như vậy chúng ta đã tạm dùng được những cái cần thiết rồi đó. Như vậy chúng ta đi đến đây là đủ rồi, sử dụng được đủ rồi. Còn khi nào mà các bạn phát triển một bài nào đó khó hơn, phức tạp hơn thì quay trở lại nghiên cứu. Còn số lần xuất hiện là chúng ta đã đi hết rồi.